Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Rosa. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem cảnh đẹp ở một nơi rất nổi tiếng, đó là Ninh Bình. Ở video trước mình đã quay về Tràng An rồi. Địa điểm ngày hôm nay là một nơi tuy chưa được khai thác du lịch nhiều như Tràng An, nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp hoang sơ vốn có, say sưa lòng người. Đó chính là đầm Vân Long. Ok, get go. Hẳn nhiều người sẽ có suy nghĩ thoáng qua là cũng chỉ toàn cây và núi thôi mà, sao ngắm gì mà ngắm hoài. Mình ban đầu cũng nghĩ thế, nhưng mà khi đến đầm Vân Long rồi mình mới được sáng tỏ cho mọi người ạ. Mình lúc đầu cũng không kỳ vọng quá nhiều đâu, bởi vì trước lúc đấy mình đến Tràng An rồi, rất là đẹp, một nơi rất là nổi tiếng. Bây giờ đến một nơi khác thì cũng khó có thể thỏa mãn được con mắt mình nữa ấy. Nhưng mà không, khi mà bước đến đầm Vân Long mình cảm nhận được một cái nét đẹp rất là riêng biệt. Cảnh ở đây khác hẳn so với Tràng An luôn. Ở ngoài đời mới nhìn rõ được, súng vào trong camera không nhìn rõ đấy. Mà đẹp thật, thật sự đẹp. Mình sẽ đi theo hướng này. Thế. Wow. Một cái sự hoang sơ đến tĩnh lặng lạ thường. Ở đây rất là yên tĩnh mọi người ạ, rất là yên tĩnh. Mọi người có thể nghe được tiếng mái chèo khô nước, rồi ngồi trên thuyền ngắm nhìn cảnh vật, đúng là kiểu trốn bồng lai tiên cảnh luôn ý. Máy quay của mình không gắn mic nhá, đây là hoàn toàn tiếng động thật, mà chỉ có gió và tiếng nước thôi, rất là nên thơ luôn. Hôm đấy khi rời homestay vào sáng sớm thì mình đến đầm Vân Long luôn. Ngồi trên thuyền giữa cây cỏ, sông nước nên khởi đầu ngày mới của mình rất là tinh thần tươi mới và tỉnh táo. Nếu có lần sau thì có lẽ mình sẽ đi vào buổi chiều để ngắm được cảnh chim bay về tổ và cảm nhận vẻ đẹp buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Mình nghĩ là cảnh đẹp ở đây rất thích hợp cho một buổi chiều hoàng hôn buồn man mác, khó diễn tả. Ngày trước đọc mấy bài thơ tả cảnh chiều lãng mạn, lúc nào mình cũng tưởng tượng ra một khung cảnh giống như đầm Vân Long ấy. Bây giờ cảnh hiện ra sống động trên thực tế, nhất định mình phải tận hưởng mới được. Mình thì đi vào buổi sáng nên không ngắm được cảnh chim bay về tổ, nhưng đi vào hoàng hôn thì bác lái đò bảo là sẽ ngắm được cảnh chim bay. Ở đây có cả du khách nước ngoài đến nữa. Mình thì gặp được anh taxi rất là tốt tính, thân thiện, giới thiệu cho, chứ ban đầu mình cũng không định đến đây đâu. Tại vì không biết, ban đầu mình không biết nên là mình cũng không định đến đây. Vì mình không có flycam để quay toàn cảnh ấy, nên mình sẽ mượn một đoạn video ngắn trên YouTube để cho các bạn xem nhá. Đấy, mọi người có thể thấy là nó giống như một cái mê cung luôn ý, rất là vi diệu, rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Thiên nhiên hùng vĩ, thoáng mát quá. Xin được cả. Mọi người có thấy cái hang bé xíu ở dưới quả núi kia không? Để mình zoom to cho mọi người nhìn rõ nhá. Thực ra là không hề bé xíu đâu, đến gần mới thấy cái hang này, nhìn vào mình đi mình ngó được ấy. Nó là bản thiết kế của tạo hóa, có tiền cũng không thể đắp nên được cái vẻ đẹp này đâu mọi người ơi. Đầm Vân Long tuy nổi bật là dạng lau trên sông nước, tuy không có nhiều hang động nhưng hang động lại được chạm khắc rất đẹp bởi bàn tay của tạo hóa. Nếu được đi du lịch Ninh Bình một lần nữa thì chắc chắn mình sẽ quay lại đầm Vân Long, mà giá vào ở đây cũng rất là rẻ nữa, chỉ 50 hay 70k một người thôi. Từ miệng hang nhìn vào thì tối om sòm, vào trong này thì có cảm giác hơi sợ một chút, kiểu lạnh sống lưng ý, nhưng mà cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Cái hang này sâu, thơm bên trong nhưng mà không thể chứa được. Để chúng ta quay đầu. Từ trong nhìn ra thì miệng hang chỉ là một cái vòm trắng trắng thôi, không biết khi đấy do nước lên nên là không thể đi qua, hay là vốn dĩ cái hang đấy nó không thể chui qua được. Nhưng tóm lại là mình chỉ ghé qua rồi quay lại thôi. Mọi người nhìn cái nhũ đá phía trên này nhá, khó có thể tin được đây là của thiên nhiên đúng không? Sao mà nó lại có thể vi diệu như thế được nhỉ? Như là một công trình kiến trúc đồ sộ mọi người. Theo như mình
Search trên internet thì một năm nhũ thạch nó chỉ lớn lên 0,13mm thôi. Để có được những cái nhũ đá như thế này không biết là tốn bao nhiêu trăm năm rồi. Đẹp đẹp mê ly đúng không mọi người? Cái hình dạng của nó ấy, trời ơi đẹp thế không biết, kiểu quá là đẹp. Sau khi thoát ra khỏi hang động là một thế giới ngập tràn ánh sáng mở ra. Mình quay lại bên ngoài thôi nhưng mà cứ như kiểu mình vừa phiêu lưu đến một thế giới khác ấy. Một nơi tăm tối, lạnh sống lưng và đầy bí ẩn, với một thiên nhiên cây cỏ rất là tươi mới, đáng yêu. Đúng là chuyển đổi cảm giác cực đã luôn. Đây là đoàn người đang chèo thuyền ở lượt đi, còn mình thì sẽ ngoảnh theo hướng này đi về. Ngồi trên thuyền khoảng hơn 1 tiếng thì mình quay lại bờ. Đoạn này mặt nước khá là nông nên có thể nhìn thấy rêu và mấy cái cây gì ở bên dưới mặt nước nữa. Mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy mấy cái này rất là đẹp, trải nghiệm rất là thú vị. Quả thật đối với mình, Ninh Bình được thiên nhiên ưu ái cho rất nhiều hang động đẹp. Không chỉ Tràng An, Đầm Vân Long mà trong video tới mình sẽ review về địa điểm mà mình thích nhất trong chuyến đi Ninh Bình lần này. Và video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Các bạn đừng quên đăng ký và ấn vào quả chuông để nhận được thông báo khi mà mình ra video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.